đợi xíu đứng đây chờ xíu chiều ảnh ra cũng hệ lắm. Bây giờ 12 giờ chiều cũng gần gần mà hẹn. Chiều 4 5 giờ ảnh ra. Ờ 4 5 giờ được. Ê vô vô bu 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 bu. Bu vô bu vô bu vô bu. Xe độ không vậy trời. Ừ, cho mấy có xe nào xe Yen không anh? Dạ. Yeah. Không luôn hả? À chiếc quay rồi đó Yen à. Mà hay kiển. Hãy cho mày chạy bể món nha, đi vô. Bài chiếc xe cơ luôn, xe kia luôn. Xe kia làm gì anh? À, 62+1. 62+1 bơm lít Yen nè. Xe đó được á. Xe đó đi cảo được á. Lộn á, đi vòng vòng được á, lộn. Nó cũng bự á. Không. Cũng cỡ em chứ bộ. À, cũng tôi em này này là 65 anh. Trời ơi, xe này cái chợ lật đẹp vậy. Ở cái này giống như anh Việt Nguyễn. Anh Việt Nguyễn, bữa thấy Việt Nguyễn anh chụp hình trên đây. Ồ, đẹp lắm mà. Đây cái chợ lật rất là lạ nha các bạn. Bo tới đâu là nó đi hết luôn à. Mấy cái này nè bạn. Quá đã luôn. Thì đây là chiếc xe S206 nha các bạn. Mình ghé qua anh Tài chơi. Thì anh Tài có chiếc mày ủa. Xe này giống xe tháp với anh, xe này là xe 135 lớn xuống áo hay sao anh? Có đúng 5B71210 luôn. Đúng luôn hả? Em không tin, em không tin, cho em coi cái số giường rồi. Đây, 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 371. Thấy rồi đó, em thấy là 5B71 rồi đó. Sơn lại nó hơi mờ. Đúng rồi, đây là 5B71 rồi bạn. Vậy tính là 5B71, mà lên cái tháp vậy nhìn nó lão ta. Ồ đẹp quá vậy, cái màu giống như màu sơn của em luôn nè. Đẹp quá chú ơi, mình lấy cái dành tháp à, cho nó đẹp nữa. Này anh có bán không? Có luôn nha. À, bán cỡ nhiêu anh? 2 triệu một bộ hả? Rất là đẹp luôn bạn, nhìn rất là mấy công phu lắm. Anh em mà đem cái lắp zin lại đổi là lắp này. Nếu đổi, nó đem lắp zin qua thì đổi cỡ nhiêu anh? Bộ 2 triệu đó. Bộ 2 triệu hả? 20 tháp sẵn luôn, màu đẹp lắm nha các bạn. Cái chiếc giống y chang cái đó luôn á, nhưng mà này có cái chỉ Yamaha đồ này kia này lên màu cũng đẹp hơn nè. Cái đó tháp lâu rồi nè. Mẫu mới V2, V1 này, V2 nha. Quá đẹp. Ủa đây cái shop anh luôn hay là... Nhà không mà, nhà không mà. Chỉ như là anh dọn xe rồi. Cho anh em rồi quen biết. À rồi, đồ này kia chứ không ai mở tiệm. Em hiểu rồi, cái ý là nghĩ là mình đam mê đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Tất cả là đam mê. Ok, ok, hiểu rồi. Trong tim. Hay ta. Không 28 mà. Mình này nhiêu đâu, bao nhiêu đâu. 28. Em nghĩ là mấy bình này á, nếu mà đi đường phố đồ đi bôi em đích gìn á hoặc đi như nén hấp á, em nghĩ nó bị tằn dữ lắm. Hai xe đâu tằn? Ít ai mà canh được không tằn lắm anh. Anh canh luôn hay sao? Xe này là anh tự canh. Xe tự canh. Còn xe này là anh Sơn canh. À anh Sơn Củ Chi. Đúng rồi, anh Sơn Củ Chi. À, cho em để lên nó thử tặng không nha. Này là cấu hình nó là 60 65+4. Máy này làm 4 năm rồi đó, để nhà không à. Rồi ý làm dựng nhìn thôi hả? À. Nó hơi ra bàn không? Anh đúng quay về tự ghi bàn. Anh đúng quay về tự ghi bàn. Cái tiếng bô nó khó chịu lắm anh. Nó dồn. Hồi trước là canh giờ. Xong bây giờ là kiểu như là công an đồ này kia để ý quá, bây giờ canh đi ra cà phê. Nhiều chiếc nó kêu liên tục sao cái chiếc này nó không có kêu nhiều anh? Tại mình đi có bô em á, nó ém lại. Nó kêu hoài đúng không anh? Ủa đây, cái anh này, của Di Bắc hả ta? À, này là cái Hy Lạp nha, đúng nha các bạn. Bên đây là cái là Di Bắc. Di Bắc nè, Hy Lạp. Anh không biết đường nào. Bỏ chữ đi, không biết luôn á. Cái nước lớn. Heo khoan đồ 4 mít. Dễ. Về LCM. Màu này giống như vàng mã quá anh. Nhưng mà nó là vàng gì, nó là vàng gì ta? Vàng ta. Nice. Thấy bị lực hai lực máy này đề ba chứ nào ngon hơn anh? Đề ba. Dạ. Công tự động nghĩ là bánh đứng nó khó chịu ha. Đá dở. Sao hồi xíu siêu cặp lực hai này ra chạy thử không? Trời thử luôn hả? Dân chơi máu hết. Ủa em đích này đích cộm đích xe bôn luôn mày. Nghe tiếng khó chịu lắm, nghe tiếng này nó. Em để nha.
ngoài ga tròn ra ga nào cũng vậy, nghe tiếng tưởng như kêu cò không á. Sao nghe tưởng kêu cò không á, thiệt em không hiểu sao á. Xe em cũng ga dẹp lại ga dẹp 34 u ma mà đi nó lâu lâu kêu cò mình đâu biết đâu, kêu lớn hơn chút là mới biết được kêu cò. Dạ ngon. Em thấy chùm chiếc này nó nặng hơn chiếc này hay sao á. Ủa cái này là gì anh? Là Uma gì anh? Uma cái mắt không chỉnh thôi. Cái mắt anh IC luôn hả? Đúng rồi, IC Uma. Ủa cái IC Uma hết luôn anh? Đúng rồi, IC Uma hết. Chả trắng qua này, chả gì bắt hà đen. Nhìn cho nó có điểm khác biệt đồ này kia. Như là ai chiếc giống có thì đó nhà. Tem sinh đôi luôn. Tem mày ghép ở đâu anh? Phố Đề Can nha. Phố Đề Can. Rồi bây giờ anh em mình ra chiếc test thử vòng đi anh. Rồi bên trong quá gì xe luôn. Thôi từ từ mình muốn mình review sau, mình hơi xe nhiều quá. Bồ rộng 65 cộng 4 đồng bài luôn. Nhưng mà cái này canh nén kia thấp hơn nén này. Này là canh chạy tour. Chỗ xe đi tour hơi tiếc nha. Sợ chạy lắm nha. Đi chơi không? Đi chơi không? Đi đua xe không? Đi chơi đi chơi. Mấy tháng rồi đây. Cho nóng máy xíu đi hả? Hiện đổ nước sôi vô. Cho nóng máy hiện. Ý rớt gì anh? An toàn không anh? Chị anh chưa có chạy mà anh rồi rớt đồ lum la thấy sợ rồi đó. Cái ga mà nó cái đạn nghe đạn hay lắm mày. Nó nghe nó hay hơn là đi cái ga dẹp của mình nữa. Này gió sóng. À. Ok bây giờ mình đi thôi nào. Chạy xong bạn mình với lại anh Tài mới quậy cái đường quốc lộ xong. Gửi cho mẹ qua. Hơi ẩu rồi đó. Mình thấy bạn hơi ẩu rồi đó, mình để cho nít nói chuyện với bạn. Thiện, đừng có làm vậy, mẹ quá giận mà. Bất ngờ chuông thì già. Hết luôn. Thì cảm nhận mình chạy xe này á là nó cũng mạnh đó, nhưng mà FCG này khó chịu chỗ là mình phải đúng cái tua máy, đúng cái cống ga nó mình mới đẩy được. Còn nó xui xui mà đang ví dụ như bị mất mình dặn gấp một cái là nó bắt đầu nó hộp lại, nó bị trễ các bạn, delay xíu. Đi cái xe này mà cái bình FCR với cái giá trị tiền của nó cỡ mấy triệu bạc thì nó quá là đỉnh đúng không? Bình yêu luôn anh. 12 triệu. Trời ơi, gắn em cái này của cái chụp của FC luôn. Cái này là đi liền theo nó chứ không phải mình chế anh. Đúng rồi, cái này là liền theo nó luôn, không phải mình chế. Đồ liền theo luôn. Đồ liền theo luôn. Đi dợt đồ này kia hay đi canh hết một công suất máy, đi cái bình xăng là được. Chứ nếu như mà đi vòng vòng đường bụi á, hoặc là khu vực xây dựng cát đồ đi á, là mau bị xước lòng lắm anh ha. Này lâu lâu mới đi thôi, mới cầm được thôi. Bự hơn á, cục đá đồ này kia, nó không chặn được hết đâu bạn. Đến cái xe bên đây là nó cảm nhận của mình chạy là nó bay không à. Nồi lò xo rất là cứng luôn bạn, nó bay không à, chứ không có chạy bình thường. Giờ ngắt cũng hợp nữa. Đặc biệt là hai xe này canh không có xe nào bị tằn nha bạn. Không bị tằn luôn, mình thòng ra không bị tằn nha bạn. Cái phục này với phục IS em thấy nha anh Tài, cái phục IS nó nhúng nó êm hơn cái phục này á. Sao kỳ á ta, mà cái này nó mắc tiền hết kia.
bao giờ tăng chỉnh ta? 5 triệu mấy. Ok, có 2 triệu mấy, cũ có 1 triệu mấy luôn á. Mà nhúng em lắm, thấy nó qua gỡ nhịp. Còn phụ là sẽ mời bên phục trước đó rồi, ok luôn. Đầm lắm, đầm cực kỳ luôn. Dạ đúng rồi. Nó rất là sướng luôn, 10 mấy triệu anh. Bilet. Bilet là độc hợp luôn, 16 triệu. Bóp cực kỳ sướng luôn bạn, bóp nó nhẹ, dìu, nó dìu xuống nha, nó dìu xuống. Này là full EZ đúng không anh? Full EZ hết. Còn cái kia là full lòng y xét đậu ma. Em nghe tới dên phai to là thấy lâu lắm rồi đó anh. Lúc dên phai to nó lâu lắm rồi đó. Làm 4 lần, cục máy này làm lại 4 lần. 4 lần. Rồi vẫn lại cái dên đó, cái dên nó chỉ ép 2 bài. Đúng rồi, trời ơi, 4 lần cái dên phai to, cộng 4 là lâu lắm rồi đó. Dên đây đâu á? Dạ đây đâu. Từ Racing xuống Tourin. Racing xuống Tourin. Rồi giờ nằm in luôn. Nằm in trong nhà luôn. Mấy bạn muốn làm tháp cái lóc vậy thì các bạn liên hệ anh Tài nha các bạn. À cổ này cổ gỡ nhiêu anh? Cổ này cổ 38. 38. Cổ này 42. 42. Gà đầu chiếc này chắc hơn. Thì vlog của mình tới đây thôi. Mốt mình sẽ review cỡ mấy ngày nữa đi, mình sẽ review chiếc 72 cộng mấy anh? 72 cộng 6.5. Đường phố cho bạn coi ha. Rồi ok, vlog của mình tới đây thôi. Nếu bạn thấy hay nhấn like, subscribe, đăng ký kênh giùm mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.